xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ sáu ngày 23 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết văn kiện hợp tác với Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc. Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2023. Công tác dân vận những tháng cuối năm cần tập trung làm tốt vận động giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án lớn. Kiểm tra chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tiếp tục chi trả tiền giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Cảnh giác với các app cho vay tiền có dấu hiệu lừa đảo. Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Un Suk Yeol cùng lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam, Hàn Quốc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký văn kiện hợp tác với Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc. Trong không khí thân tình, hữu nghị và cởi mở, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam, Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn và lãnh đạo Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc đã trao đổi biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và tập đoàn về chương trình đối tác tăng trưởng đô thị cho tỉnh Hưng Yên. Tại Hàn Quốc, Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc là tập đoàn kinh tế vốn nhà nước có quy mô rất lớn, hoạt động đa ngành nghề, trong đó thế mạnh là phát triển đô thị nhà ở. Nội dung hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên với tập đoàn là một trong 17 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương của Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc được ký kết trao đổi trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Un Suk Yeol. Tỉnh Hưng Yên vinh dự được chọn là một trong 5 tỉnh bao gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa có biên bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng đô thị với phía Hàn Quốc. Tại tỉnh Hưng Yên, hiện Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch tại đường nối hai cao tốc thuộc địa bàn hai huyện Ân Thi và Khoái Châu với diện tích gần 150 ha, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Dù đang xây dựng hạ tầng nhưng đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký vào đầu tư. Thành công của dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc cũng đang là đối tác có nhiều dự án đầu tư vào tỉnh Hưng Yên và Hưng Yên cũng đang có đông đảo lực lượng lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về vốn đầu tư, thứ hai về vốn ODA, thứ ba về thương mại. Hàn Quốc có 9.500 dự án đầu tư tại Việt Nam với vốn đăng ký gần 82 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch thương mại hai nước năm 2022 đạt 87 tỷ đô la Mỹ. Sáng nay, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo quán triệt các nghị quyết chỉ thị, mệnh lệnh kế hoạch của các cấp ủy Đảng, tích cực tham mưu có hiệu quả với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo về công tác quốc phòng, qua đó tạo chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện xây dựng chính quy, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu ra nhận quân năm 2023. Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2023 tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, tham mưu với tỉnh xây dựng kế hoạch công tác quân sự năm 2024, chỉ đạo hoàn thành công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện, sở ngành, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, bảo đảm quân số thường trực đạt trên 98%, dân quân tự vệ đạt trên 90%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác quân sự đạt được 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí lưu ý tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp khó lường, đã đang có những tác động đến tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước. Đồng chí yêu cầu cùng với việc xây dựng lộ trình thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra, cần tiếp tục quán triệt triển khai, thực hiện thống nhất các quy định hướng dẫn mới của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị đã đề ra. Tôi muốn nhấn mạnh thứ nhất, tham mưu triển khai các công trình trong khu vực phòng thủ. Đây là cái mà các đồng chí phải ý thức rất rõ cái việc này để có cái giải pháp lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình. Các đồng chí vướng ở đâu ấy, thuộc về thủ tục của các sở ngành, của các địa phương là các đồng chí phải báo cáo ngay với tôi để tôi chỉ đạo cái việc này.
không thể chậm trễ hơn nữa. Cái thứ hai nữa về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, trọng tâm vào cái vấn đề về kiểm tra giám sát về việc rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Cái này là cái rất quan trọng, nhất là đối với cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang của chúng ta. Cái thứ ba đó là công tác nắm bắt tình hình tư tưởng rồi tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên của chúng ta, để chúng ta kịp thời có những biện pháp phòng là căn cơ, là chiến lược lâu dài về công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay từ đầu năm cũng đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Quân sự tỉnh của chúng ta phải nghiên cứu xây dựng một cái đề án về cơ chế chính sách hỗ trợ đối với đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với địa phương. Nó là vấn đề là để là vừa là phát triển đảng viên có chất lượng tốt, nhưng mà cũng là cái mà chúng ta tạo cái cơ sở để phát triển các nguồn cán bộ tốt cho cơ sở ở đây. Đấy, thì các đồng chí cũng rất là quan tâm đối với vấn đề này, sớm hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt cái đề án. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và hoạt động của các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy tổ chức đảng chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về công tác dân vận chính quyền, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo theo hướng thực chất và hiệu quả, đặc biệt là triển khai ra mắt mô hình điểm dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp ở 6 xã phường thuộc 6 huyện thành phố. Ban dân vận các cấp phát động phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của hệ thống dân vận Hưng Yên trong 6 tháng đầu năm nay. Để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí yêu cầu hệ thống dân vận Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, tập trung tuyên truyền, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đúng tiến độ, thời gian, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia giám sát, phản biện xã hội, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của Hội Nông dân và Công đoàn các cấp theo nhiệm kỳ. Kết luận hội nghị, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ban dân vận trung ương, đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, khối dân vận các cấp, ngoài tập trung tuyên truyền người dân tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cán bộ dân vận các cấp cần tăng cường công tác nắm tình hình, đối thoại với nhân dân, triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 27 tháng 6 tới ngày 30 tháng 6. Tỉnh Hưng Yên có trên 15.000 thí sinh tham dự. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng luật, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham dự kỳ thi. Sáng nay, 7 tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Hưng Yên tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tất cả 32 điểm thi trên toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh, trực tiếp kiểm tra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu và Trung học phổ thông Khoái Châu cơ sở 1. Hiện các điểm thi đã tích cực chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở báo cáo của các tổ và thực tế kiểm tra, thị sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu 32 điểm thi trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung, tổng rà soát lại công tác chuẩn bị, bố trí phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng theo đúng quy chế, kiểm tra hệ thống điện lưới, máy phát điện dự phòng, tránh xảy ra sự cố. Đồng chí nhấn mạnh phải đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn tại phòng chứa đề thi, bài thi, trang bị đầy đủ camera giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các nhà trường phải xây dựng các phương án dự phòng có thể ứng phó với các sự cố xảy ra. Đồng chí cũng đề nghị các điểm thi phải quán triệt, cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế,
nhưng không gây căng thẳng, tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và góp ý của các đoàn kiểm tra. Hiện tại, các điểm thi đang tích cực rà soát khắc phục những hạn chế, sẵn sàng các điều kiện tổ chức thi. Kết quả kiểm tra thì chỉ còn có máy phát điện, thì nhà trường cũng đã hợp đồng căng lại cái hệ thống dây này thôi, thì có thể trong chiều ngày mai là nhà trường hoàn thiện đảm bảo cái kỳ thi tốt nhất cho các em thí sinh. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 32.000 tỷ đồng, đạt 47,64% kế hoạch, thu ngân sách đạt gần 1.700 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,013%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 36,4%, công tác giáo dục y tế văn hóa chính sách xã hội được quan tâm, quân sự quốc phòng địa phương được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới huyện Yên Mỹ tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện, những chỉ tiêu đạt thấp cần đưa ra các giải pháp khắc phục, phối hợp với các sở ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các chủ đầu tư, giám sát kiểm tra chặt chẽ những dự án trên địa bàn chậm triển khai, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành cho công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 22 tháng 3, tỉnh Hưng Yên đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cho gần 2.500 hộ với diện tích trên 120 ha, đạt tỷ lệ trên 52% về thực hiện dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tổng số kinh phí chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân nói trên là trên 611 tỷ đồng, trong đó huyện Văn Giang 276 tỷ đồng, huyện Văn Lâm trên 158 tỷ đồng, huyện Yên Mỹ 171 tỷ đồng và huyện Khoái Châu 6 tỷ đồng. Dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh có chiều dài trên 19 km, diện tích giải tỏa trên 230 ha. Công tác giải phóng mặt bằng đến ngày 22 tháng 6, số hộ đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp là gần 2.500 hộ trên 3.443 hộ, đạt 72%. Số mộ trí đã di chuyển được 753 trên 5.091 ngôi, đạt 14,8%. Hiện công tác chi trả, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp cho nhân dân đang được các địa phương tập trung thực hiện với quyết tâm đến ngày 30 tháng 6 bàn giao trên 70% diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện đường Vành Đai 4. Sáng nay, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư huyện Văn Lâm tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư và đường vào khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại xã Lạc Hồng. Theo quy hoạch, xã Lạc Hồng có 122 hộ thuộc thôn Phạm Kham và thôn Bình Minh nằm trong diện tái định cư. Khu tái định cư của xã Lạc Hồng được bố trí giáp với quy hoạch đường Vành Đai 4, tổng diện tích quy hoạch khoảng 9 ha thuộc hai thôn Minh Hải và Bình Minh, trong đó 7 ha bao gồm các công trình phụ trợ, 2 ha đường dẫn vào. Khu vực lập quy hoạch có vị trí giao thông thuận lợi và sẽ là khu dân cư mới đông đúc trong tương lai, đảm bảo hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được hoàn thiện theo quy hoạch chung. Các hộ dân đều cơ bản nhất trí về vị trí, quy mô, diện tích quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Với mục đích tạo điều kiện cho trẻ em trong xã có chỗ để tập bơi, vừa qua, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ đã cải tạo lại ao bơi tập trung của xã và là một trong số ít địa phương trong tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp bơi miễn phí cho trẻ em. Những ngày này, nhiều phụ huynh trong vùng đã đưa con em mình đến lớp học bơi miễn phí do Ủy ban Nhân dân xã Nhật Quang tổ chức. Khóa học bơi diễn ra trong khoảng 5 buổi.
trẻ em ở đủ mọi lứa tuổi, thậm chí không phải là người trong xã cũng có thể đăng ký vào lớp học. Tôi đưa cháu hôm nay buổi thứ ba có thầy giáo dạy bơi mà tập phòng chống đuối nước cho các cháu, rất có ý nghĩa. Sau gặp đuối nước các thứ là các cháu còn có thể kháng cự được. Em thấy lớp học bơi là rất ý nghĩa. Sau 3 buổi học, em đã biết cách phòng chống nước và biết lặn. Đến nay em đã bơi được khoảng 10 đến 20 mét. Để có được ao bơi tập trung và tổ chức lớp bơi miễn phí, xã Nhật Quang đã đào vét bùn dưới lòng ao, đồng thời đổ cát lên tây bờ kè chắc chắn, xung quanh có lan can, tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Ủy ban nhân dân xã đã lắp đặt biển quy định bơi, cử người giám sát để tránh xảy ra tình huống đuối nước, nghiêm cấm các hộ dân gần đó xả nguồn nước thải ra ao bơi. Mục đích ao bơi chúng tôi xây dựng với cái phong trào bây giờ các cháu thì nó bơi lội, nó không có các cái khu vực. Trong quá trình thực hiện thì hàng năm để các cháu có cái địa điểm để vui chơi, tập bơi để tránh cái tai nạn rủi ro về cái đuối nước. Cái nguồn kinh phí nó không có nên quá trình xây dựng kiến thiết thì mình nâng cấp dần từng bước một. Trong thời gian xây dựng phải mất 2 năm xây dựng lên rồi sau đó mới lại phải cải tạo. Xây dựng ao bơi và tổ chức dạy bơi miễn phí đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với nhu cầu nâng cao thể chất cho trẻ. Mô hình lớp dạy bơi miễn phí tại xã Nhật Quang cần được nhân rộng, đặc biệt hiện nay nhiều nơi vẫn chưa có ao bơi cho trẻ và tình trạng đuối nước thương tâm vẫn xảy ra. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang tại nhà ở của Phạm Văn Sơn, trú tại xã Bình Minh, huyện Khói Châu, có nhiều đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn 180 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định có 15 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó 5 đối tượng tổ chức do Phạm Văn Đồng ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang cầm đầu và 4 đối tượng khác đều ở xã Bình Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và 10 đối tượng còn lại về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục đấu tranh xử lý theo quy định. Do cần tiền gấp, trong thời gian qua, không ít người sử dụng các app, tức các ứng dụng hay vào các trang mạng cho vay online, hoạt động kiểu tín dụng đen với lãi suất cao và đòi nợ theo kiểu khủng bố. Một người dân ở thành phố Hưng Yên có nhu cầu vay tiền đã tìm hiểu vay nóng trên ứng dụng cho vay tiền. Chỉ với một số thao tác đơn giản như tải ứng dụng, điền thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền, gửi ảnh chụp cá nhân và căn cước công dân, đồng ý cho app truy cập danh bạ cá nhân là đã có thể vay được tiền. Sau nhiều lần vay, anh đã được cấp hạn mức vay 2 triệu đồng, nhưng chỉ nhận được số tiền 1 triệu 200 nghìn đồng. Số tiền 800 nghìn đồng được bên cho vay giữ lại, trừ trước tiền phí vay và lãi suất. Trong vòng 7 ngày, khách phải trả lại đầy đủ 2 triệu đồng. Sau đó, hạn mức tăng dần với mức lãi suất 30%, thậm chí đến 40% một tuần. Vay 2 triệu đấy. Vay 2 triệu mình lấy về tài khoản mình có một được 1 triệu 2 trong 7 ngày mất tài khoản. Nếu mà mình còn thanh toán thì nó lại gửi về. Nhưng mà ví dụ như mình phân khoảng 2 triệu này thì luôn lúc đấy hoặc là ngày hôm sau lại gửi cho về mình 3 triệu, 4 triệu. Trong vòng 7 ngày mình phải mất nó 1 triệu mấy tiền lại. Là như thế. Ép phải vay đấy. Tuy nhiên, điều đang nói hơn là khi không có nhu cầu vay tiền nữa nhưng các app vẫn đẩy tiền vào tài khoản của khách hàng. Khách hàng không thể chuyển trả lại ngay vào tài khoản của các app đã gửi do bị chặn. Mỗi ngày chậm trả, số tiền khách hàng phải thanh toán tăng lên và được báo liên tục về điện thoại. Nếu không trả, sẽ thường xuyên nhận được thông tin đe dọa, tung hình ảnh, thông tin, món nợ lên mạng xã hội. Mình không trả lại số tiền đấy thì nó sẽ điện làm phiền mình, làm phiền xe, cái thẻ căn cước, cái đa được cái thông tin, thứ là nó làm phiền mình ở mọi người trên Facebook, gửi là gọi những người trong danh bạ và nó đăng hình ảnh mình cầm chứng minh thư lên trên mạng. Nó gọi điện những cái thứ nó làm phiền này. Nó cứ nhắn cho em phải ra khóa lại tài khoản rồi. Đây chỉ là hai trường hợp điển hình, phải nếm trái đắng từ dịch vụ vay tiền qua app và các công ty tài chính trên mạng. Khách hàng chủ yếu mà các app này nhắm tới là những người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, những người có ảnh hưởng trong xã hội, gia đình. Hình thức này chính là biến tướng của tín dụng đen. Vì số tiền vay không lớn, lại sợ ảnh hưởng đến uy tín, nên chưa có trường hợp nào đến trình báo với các cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo người dân là lên đến
cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo toàn bộ nội dung sự việc để được hỗ trợ và bảo vệ kịp thời. Cái thứ hai là nên đến ngân hàng và cũng thông báo với ngân hàng nội dung về cái việc cái khoản tiền mà không phải của mình đã chuyển đến để mai kia làm căn cứ cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Và cái điều thứ ba là chúng ta tuyệt đối là không thanh toán, sau khi đối tượng chuyển tiền vào chúng ta không thanh toán các khoản lãi, các khoản tiền gốc do các đối tượng đe dọa ép buộc để chúng ta phải trả cho chúng, và chúng ta cung cấp những cái thông tin, tài liệu, chứng cứ kịp thời cho cơ quan công an để được giải quyết. Khuyến cáo khách hàng chúng ta không nên vay qua các app đấy, mặc dù các cái điều kiện giải ngân cũng như là các thông tin cũng như là thời hạn rất là đơn giản. Tuy nhiên các vấn đề về mặt pháp lý cũng như là các nội dung tiềm ẩn mà không được thể hiện thông qua văn bản quy định hoặc là các giấy tờ khi khách hàng đã ký cam kết thông qua các app như vậy thì cũng sẽ rất là gây tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng. Hiện nay nhiều ngân hàng và công ty tài chính hợp pháp đã triển khai việc vay tiền online nhằm tạo điều kiện cho người vay được nhanh chóng thực hiện thủ tục và giải ngân. Tuy nhiên, không thiếu các app hoặc công ty tài chính núp bóng cho vay tiền online để cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ. Khi phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến tín dụng đen, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được can thiệp và bảo vệ kịp thời. Mời quý vị tiếp tục chương trình thời sự với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Mỹ ngày 22 tháng 6 đã có cuộc hội đàm song phương tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã xem xét các khía cạnh của mối quan hệ Ấn Độ-Mỹ, đồng thời thảo luận về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này vì hòa bình và thịnh vượng của hai nước cũng như vì lợi ích toàn cầu. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng quan hệ đối tác giữa hai nước quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi. Ấn Độ và Mỹ hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực như hàng hải, công nghệ, không gian, văn hóa và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden khẳng định quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên. Lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ sau đó cũng đã ra tuyên bố chung gồm 58 điểm, đề cập đến quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Đây là lần thứ 5 ông Modi đến Mỹ kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ hồi năm 2014, song là chuyến đi đầu tiên với đầy đủ quy chế ngoại giao của một chuyến thăm cấp nhà nước. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tuyên bố toàn bộ 5 hành khách trên tàu lặn Titan thám hiểm xác Titanic đã tử vong sau một vụ nổ thảm khốc ở đáy đại dương. Tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 6, chuẩn đô đốc tuần duyên Mỹ ông John Mauger cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của tàu lặn Titan ở khu vực cách xác tàu Titanic chỉ khoảng 500 mét, nghĩa là ở độ sâu gần 4.000 mét. Thay mặt lực lượng tuần duyên Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Theo đánh giá, toàn bộ 5 hành khách trong tàu lặn Titan được cho là đã tử vong ngay lập tức sau vụ nổ. Những hành khách này bao gồm tỷ phú người Anh Hamid Harding, cha con tỷ phú Pakistan Sajara Dawood và Suleiman Dawood, nhà hải dương học người Pháp Paul Henri Nagyolet cùng giám đốc điều hành của công ty vận hành tàu ông Stockton Rose. Trong một thông tin liên quan, một quan chức hải quân Mỹ tiết lộ thiết bị giám sát bí mật của hải quân Mỹ trên thực tế đã nghe thấy tiếng động được cho là từ vụ ép nát tàu lặn Titan không lâu sau khi tàu mất liên lạc. Họ đã thông báo phát hiện này cho lực lượng tuần duyên giúp thu gọn phạm vi tìm kiếm. Vào thời điểm đó, họ không công khai thông tin này trên truyền thông để đảm bảo chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Titan là một con tàu nhỏ được thiết kế để chỉ chứa 5 người, không có ghế ngồi, và hành khách chỉ có thể ngồi khoanh chân trên sàn. Để tham gia chuyến thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, mỗi hành khách phải chi ra 250.000 đô la Mỹ. Năm 2018, một số người trong ngành từng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của tàu Titan do thiết kế mang tính thử nghiệm, chưa được kiểm chứng của con tàu. Ngày 23 tháng 6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên màu đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 màu, khi phần lớn các khu vực trong thành phố này sẽ có nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong ngày 22 tháng 6, nhiệt độ cao nhất của thành phố với gần 22 triệu dân đã vượt qua mức 41 độ C, phá vỡ kỷ lục ngày nóng nhất trong tháng 6. Trạm quan trắc tại các khu vực ở ngoại ô phía Nam đo được mức nhiệt độ là 41,1 độ C vào chiều 22 tháng 6. Nhiệt độ kỷ lục trước đó từng được ghi nhận vào ngày 10 tháng 6 năm 1961, khi nhiệt độ tăng lên mức 40,6 độ C. Mức nhiệt cao nhất trong ngày 22 tháng 6 là mức nhiệt cao thứ hai trong lịch sử thành phố Bắc Kinh, thấp hơn mức nhiệt độ 41,9 độ C
vào ngày 24 tháng 7 năm 1999. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và xanh lam. Nhằm tiêu diệt chuột, loài gặm nhấm đang hoành hành trên các con phố ở thủ đô Washington DC của Mỹ. Giới chức nơi đây đang huy động sự tham gia tích cực và hiệu quả của đội quân chó và mèo. Đàn chuột đang gia tăng nhanh chóng tại Washington DC. Chúng lảng vảng ở các con hẻm phía sau các nhà hàng, các quán bar, câu lạc bộ, ăn thực phẩm thừa bị vứt vào thùng rác. Nhưng cuộc vui của lũ gặm nhấm dừng lại nhanh chóng giữa một loạt tiếng sủa và gầm gừ. Đàn chó săn đủ loại lao đi để đuổi theo con mồi. Trong vòng 3 giờ, nhóm đã tiêu diệt được trên 30 con chuột rồi quẳng chúng vào thùng rác. Đó là kết quả của tinh thần đồng đội kết hợp giữa chó và người để kiểm soát loài gây hại. Đáng chú ý, chó không phải là loài thợ săn bốn chân duy nhất tham gia dẹp loạn chuột ở Washington DC. Mèo cũng được sử dụng để săn chuột vì chúng là thiên địch của loài gặm nhấm. Liên minh cứu hộ động vật nhân đạo cho hay, tổ chức này đã khởi động chương trình có tên là Mèo cổ cồn xanh cho quần thể mèo hoang của thành phố vào năm 2017 và hiện đã giúp kết nối 400 con mèo với các cơ sở kinh doanh. Theo liên minh này, tổn thất do chuột gây ra với các cơ sở kinh doanh đã giảm 10% so với trước đây. Mèo tuy bắt được ít chuột nhưng có thể dọa chúng không dám bén mảng đến gần. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.